좀 뭐야. 叫高板长问周来某一天，那不为什么天来卡子呢？那卡子然后喂，老板咪咪卡，那别急了，放放动呢？稍微等，识放下，将关开啊，放单边关木呢？你弄啦，咪咪小麦，阿弟，那那边呢？听卡子放安得。没有了，够了，叫几声啊？杨斌，阿弟，你听人啊？只爱啊，来听嘢，阿听人，哎，快买呢！你嘛，只要有一台风，他是好像就超多耶，做到乜嘢？日本人ですか？还搞错呀？哎，只要斌。对了哎、yeah! 你小麦果啊米嘎那小麦恐怕小麦的变成呢在家里面对啊另外啦小麦用果啦就摸呀就摸呀哇对啊可以这样哇sốt cà chua là có nhiều sốt cà chua nữa. Wow. Giống như là bé nè. Con bé.本地啊，加住啲叫咩嘢？一罐啊！啊！哇！哇！咁果老牛咧，米米小麦变成啦，变种牛，米米乌达，或者米米啲 heo 咧，你唔知啦，同埋点解啊？即系变特别屌。Nhưng mà ăn thì không biết bánh mì hay không à... Xíu mày này rất to nên có nhiều thịt à... ngon và hơi trẻ chắc chắn thích bánh mì bánh mì cái này.Lão này là tươi nhỉ? Nghe ngon. Bi này là hơi đậm đậm này. Nghe bỏ lão thì ok. Khi ăn bánh mì xíu mai này thì chắc chắn phải uống thuốc dừa nàycái này là không để nè không để được nhưng mà không sao không có vấn đề gì đâu vì là không đỏ nè ngon mà cái này là lớn cái này là bánh mì to nè no ngay tại vì là kazu là giả rồi à, không hơi giả rồihai cái xíu mày và một cái là xíu mày đặc biệt hợp chúng có chấm muối và bánh mì này được nướng đem ngon nữa và hơi nóng đem mọi người cảm thấy ngon nữa là rồi mọi người hãy ăn thứ bánh
mì xíu mại của bánh mì Mika nè. Là bánh mì Mika là rất rất ngon và cái này là 30.000 nè. Rẻ nè, em mọi người hãy ăn thử nha. Chị ai biết tiếng Nhật chắc biết thôi nè. Dạ nhưng mà rất hiền, nên hãy đến đây nha. Và cảm ơn các bạn đã xem chương trình này. Nếu thích video này thì hãy share, like, subscribe nha. Bye bye. Yeah yeah.